Trước tình hình bão số 3 diễn biến phức tạp với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta, Thủ tướng Chính phủ cho biết Chính phủ đã ban hành lập Bộ Chỉ huy Tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng chống bão. Cụ thể, trong sáng ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Lê Thành Long, Hồ Đức Phước, Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trước tình hình bão số 3 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta, Chính phủ đã thành lập Bộ Chỉ huy Tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng chống bão. Một số bộ trưởng, thứ trưởng trực tiếp xuống các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố ven biển để chỉ đạo, đôn đốc phòng chống bão. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã huy động lực lượng ứng trực và giúp dân phòng chống bão. Thủ tướng Chính phủ liên tiếp có các công điện về theo dõi diễn biến, tổ chức các biện pháp phòng chống bão. Thủ tướng nhấn mạnh phải hết sức bình tĩnh, bản lĩnh, xử lý tình huống vừa trước mắt, vừa phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát, bám sát thực tiễn để điều hành. Trước đó vào ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện số 88 yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão. Công điện gửi Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 6 tháng 9 năm 2024, bão số 3 đã đi vào vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Từ ngày 7 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở Trung Du và vùng miền núi. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương, khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết, quyết định việc cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn.